Tôi là Nguyễn Thị Mỹ Dung, 83 tuổi đời, 55 tuổi Đảng. Từ khi nghỉ hưu tôi theo đuổi sự nghiệp cầm bút để tiếp tục trồng người theo cách của mình. Cho nên mọi người bảo tôi là nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà thơ. Tôi muốn mở cuộc triển lãm này chính là vì tôi thấm câu nói của Bác Hồ là dân ta phải biết sử ta. Tôi thấm câu nói của Đại tướng là phải làm cho lớp trẻ hiểu lịch sử sâu sắc hơn nữa, nhiều hơn nữa. Vì thế mà tôi diễn ca lịch sử chính là để cho dân dễ hiểu, dễ nhớ và lớp trẻ dễ hiểu, dễ nhớ. Mà dễ hiểu, dễ nhớ ở đây chỉ hai việc thôi. Lịch sử và nhân vật lịch sử. Mà lịch sử tôi chọn lựa đây là chiến dịch Điện Biên Phủ. Mà nhân vật lịch sử đấy là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Triển lãm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà bằng thơ, diễn ca thì là lần đầu tiên Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện những cái lời thơ của cô, như là những cái lời tâm sự, những cái câu chuyện kể lại suốt từ khi mà trận đánh Điện Biên Phủ cho đến là cái cuộc sống đời thường của Đại tướng. Theo dấu chân Đại tướng là xuất phát từ cái chỗ là chính tôi đã đi Điện Biên và tôi đi đến chỉ huy sở. Tôi đến lán chỉ huy của Đại tướng. Rồi tôi đến tất cả những nơi đó. Và ở đâu tôi cũng chụp ảnh. Và ở đâu tôi cũng thấy hình bóng của Đại tướng. Với cái triển lãm theo dấu chân Đại tướng lần này thì có 110 bài thơ và diễn ca. Bởi vì năm nay là kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng. Được phân ra làm 3 cái chủ đề, 3 nội dung rất là rõ ràng và gắn với các cái dấu mốc cuộc đời của Đại tướng. Cái dấu mốc đầu tiên đó chính là cái chiến thắng Điện Biên Phủ. Bởi vì làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ thì ai cũng nhắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cái chủ đề thứ hai là vị tướng trong lòng dân thì nó giải quyết, nó kể được một cái câu chuyện. Thứ nhất là ở đây là cái vị tướng đấy đã dành những cái cảm xúc, những cái tình cảm rất là đỗi là chân thành của mình đối với mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có phụ nữ và trong đó có chính cả là tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung. Cái chủ đề thứ ba, Sáng mãi ngàn năm, thì nó kể một cái câu chuyện là với một cái nhân cách là một cái vị tướng lẫy lừng ở trên chiến trường, nhưng với một cái cốt cách lại rất là bình dị, giản dị ở trong đời sống đời thường, nó sống mãi trong lòng dân kể cả khi mà Đại tướng đã ra đi. Thế thì tất cả những cái câu chuyện về cái ngày đám tang của Đại tướng, rồi cái lòng dân nức nở ra sao khi chứng kiến cái sự ra đi của Đại tướng, thì nó được cảm xúc bằng những cái bài thơ của chính tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung. Có rất nhiều bài tôi tâm đắc, nhưng mà trong 110 bài thơ này, cái bài mà tôi thích và về Điện Biên Phủ là bài đánh đồn Him Lam. Bởi vì qua bài đó tôi hiểu sâu sắc về Đại tướng, hiểu cả cái khó khăn của Đại tướng là đánh chắc, thắng chắc thì phải đánh thế nào, phải chỉ huy thế nào, phải kéo pháo ra thế nào, phải nổ súng mở màn chiến dịch vào phút nào. Thế bài thứ hai là tôi nói là tiếng đàn Đại tướng. Tôi nói rằng Đại tướng xuất phát từ đâu mà thích đàn, học đàn như thế nào và thấy tác dụng của nghệ thuật như thế nào đối với chiến trận. Và từ đó mà vận động văn nghệ sĩ ra chiến trận thế nào, và cũng trăn trở chưa đánh được cái bài đàn cho Bác Hồ nghe như thế nào. Tác phẩm thứ ba ấy, Bữa cơm gia đình của Đại tướng. Cái hình ảnh chắc ai nhìn mâm cơm cũng cảm động, rưng cảm động và thương lắm, mà quá kinh phục Bác, bởi vì ai ngờ rằng một vị tướng cao tuổi ăn như thế, đạm bạc như thế, giản dị như thế, nhưng mà lại cái ăn không là trọng, mà nhìn nhau bộc lộ cái tình vợ chồng, chỉ có cái phút ăn mới gần bên nhau. Tôi xem triển lãm cũng rất nhiều rồi, ở khắp nơi rồi, nhưng mà tôi chưa thấy có một triển lãm nào được như các em đã làm cho tôi ở đây. Khi tôi làm cái này tôi đã nảy sinh ra ý tưởng là dùng những cái chất liệu nó rất là thân thuộc với người Việt Nam. Thế chính vì vậy là nó gần gũi với cả một cái vị đại tướng bình dị trong cuộc sống, một cái tư cách rất là lớn, rất là cao quý. Khi nói về tre hay là về trúc thì như là biểu tượng cho một cái ý chí nó rất là mềm mại, nhưng nó cũng rất là dẻo dai, bền bỉ, kiên cường. Và tôi cảm giác là mình đi đúng với cái như chính cái tâm hồn, cái con người của cái vị đại tướng. Thông thường tôi xem triển lãm người ta in ảnh lên giấy, in ảnh lên vải, nhưng mà ở đây ấy, phải làm bằng lụa mềm, in thơ song ngữ lại phải có ảnh, mà ảnh đây là rất may mắn là được Thông tấn xã Việt Nam và nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng hỗ trợ cho tôi tha hồ chọn ảnh nào phù hợp với thơ của tôi. Sau khi triển lãm ở đây, tôi muốn đi xa hơn nữa. Nếu thời buổi cho phép thì có thể tôi đưa vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi có thể đưa vào Huế. Mà Huế là ngay Bác Giáp ngày xưa học Quốc học Huế đó và hoạt động ở đó. Lại nữa, tôi có thể đưa về cuối cùng là Quảng Bình, là triển lãm ở Quảng Bình, rồi tặng lại cái nơi chôn trau cất rỗng của Bác.